cũng như là Đức Thầy nói là mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Thì hôm nay là cũng là tháng 3 rồi, là nó vô năm rồng mà quý vị. Để sáng qua tháng 3 thì quý vị đã thấy rồi, bây giờ là nước kêu bằng nghe nó giật xuống, nó sắc xuống, nhưng mà nước biển thì nó xâm nhập quý vị, là nó khô hạn rất là nhiều, thì quý vị đã thấy rồi. Nhưng các ngài đã tiên tri lúc trước đó, nó là chừng đến chừng đó sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương ba tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Thì như giảng tứ thánh đã nói như thế này, thì xin nêu lên cho bà con cùng tôi để mà trao đổi với nhau để lo tu hành niệm Phật. Bởi vì thời kỳ này nó cũng là quá gắt của gì, nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt rồi, mái thiên cơ mỗi phút mỗi thay, nẻo thạnh si như thể tên bay đường, dinh nhục rủi mai một lát. Thì tứ thánh đã nói như thế này, là gió sầu mưa thảm cõi trần, sơn băng địa trắng quân thần rõ xem, canh tăng sát nứt mùi hèm, nhân quý đang lãng ngoại đem binh vào, giáp thời thấy rõ binh đao, ắt niên chiến họa xâm vào tràn lan. Thì gió sầu mưa thảm, gió có nghĩa là gió sầu là mưa, là gió, các bạn nghe gió sập nhà sập cửa đó quý vị. Mưa thảm là như là mưa là ngập nước đầy đường, hay là mưa đá. Thì mấy vị đã thấy ở các tỉnh miền ngoài thì giờ là nó có mưa đá quý vị, cục cũng lớn lớn không, cho nên những cái nhà cái ngói rồi nó bị bể rất là nhiều. Thì cái thời tiết này nó cực đoan lắm quý vị, cũng như là trời nắng thì nắng một cái này đi bằng hồ nắng một cái chưa được thấy quý vị ơi. Ý ở trong cái mấy cái nhà mái che người ta che sẵn đó, mà nắng một cái là trời các bạn nhiều khi muốn nhá lửa luôn quý vị. Thì quý vị đã thấy rồi, bây giờ là nắng nóng thì nước ngọt thì nó sắc xuống, nước biển thì nó cũng xâm nhập chút đỉnh, nhưng mà nó không có nhiều. Nhưng mà cái là bây giờ là thời tiết cực đoan thì mưa tới, nếu mà sau này có mưa tới là quý vị coi chừng là như là đi ra đồng xét rồi nó nguy hiểm đó. Bây giờ bị lý do là nắng nhiều quá, mưa lại rồi là nó sẽ bị như là thời tiết nó bị cực đoan đó, nó vậy đó. Thì Đức Thầy đã tiên tri là lúc trước đó, thì ông ba cũng nói là thương 3 năm không chở nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô, thay không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống Nam Mô đạo nào. Thì quý vị thấy đó, bây giờ nắng dữ dằn, nhưng mà cái là các ngài đã tiên tri như vậy thì mình nghĩ là sau này chắc sẽ có. Gió sầu mưa thảm cõi trần đó, sơn băng địa trắng, sơn băng có nghĩa là núi lở đó, địa trắng có nghĩa là động đất đó quý vị. Hiện giờ là bên Nhật Bản là động đất các bạn, nó cũng có sóng thần các bạn quý vị đó. Sơn băng địa trắng quân thần rõ xem, nói thiệt với quý vị là không có gì qua sự tu hành niệm Phật hết quý vị à. Bởi vì là ông Thanh Sĩ ông nói là cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, chứ không như thường sự bấy lâu, đổi thay khắp hết địa cầu, không riêng một giới một châu với người. Hay là cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, chúng sanh cần chưởng phước cho cao. Thì chưởng phước cho cao cho nhiều lên để mà chúng ta vượt qua những cái cảnh khổ nó sắp tới. Thì quý vị đã thấy rồi, cũng như là ở khoa học đã thế giới đã cảnh báo, thì nó sẽ là nó biến chuyển cực kỳ trái đất của chúng ta hiện giờ. Thì phải ráng niệm Phật thôi bà con à, tu hành niệm Phật đó là chính. Nếu mà mình có đạo đức, có Phật pháp thì sau này là mình gặp chuyện thiết tha thì Đức Phật Đức Thầy cũng cứu mình. Như Đức Thầy đã nói là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Thì đời cùng có nghĩa là nó cùng, là nó vào cái đường cùng, là nó cái thế cuối cùng đó quý vị. Cùng có nghĩa là hết đường đó. Còn chẳng mấy năm là Đức Thầy nói còn chẳng mấy năm, nhưng mình không biết năm nào.
khắp trong các nước thầy nằm bằng non, thì nghe qua đức thầy đã nói thì nghe ớt ốc không quý vị. Khắp trong các nước thầy nằm tới bằng non lận đó, chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Bởi vì là mình phải ráng lo tu hành niệm Phật là cốt yếu. Bởi vì là bây giờ là nó biến chuyển cực kỳ, thì quý vị đã thấy bây giờ bệnh hoạn, bệnh nhưng mà cái dữ dằn lắm quý vị. Bây giờ là bệnh là ung thư với bệnh gan này kia là rất là nhiều. Nó cho nên là bây giờ chúng ta phải ráng niệm Phật, tu hành, ráng tu đem được Phật vào trong tâm đó quý vị. Thì đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Đường đạo lý chớ nên chán nản, phải bền lòng tầm Phật trong tâm. Nó có nghĩa là mình phải ráng bền lòng niệm Phật quý vị. Tại vì cái việc sắp tới đây thì quý vị thấy rồi, bây giờ bệnh nó biến chuyển một cái cực kỳ, thời tiết thì cực đoan đó. Thì như ông thanh sĩ ông cũng nói luôn, ông nói là có nhiều chứng bệnh phát sinh lương y cũng phải khoanh tay ngồi nhìn đó. Còn là nhiều điều là nó xảy đến là cực kỳ lắm quý vị ơi, chứ không phải là đơn giản như mình nghĩ đâu. Thì ai nói sao nói, nhưng mà mình phải ráng tu hành niệm Phật. Đến chừng đó sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương bá tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng cảnh áo não, kể sao cho xiết. Hay là Phật thánh tiên đông độ lướt sang, miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Nước cờ mới nay đã khởi sắp, chỗ tài hay biển lấp non dời. Dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuận. Tạo nền móng thánh quân đặt dựng nơi, chiều ca gầy dựng tôi hiền. Giờ mắt câu thiên lý dị nhiên, nên còn đãi thiên quay nấy lệnh. Tỏ tình đời ít câu cung thỉnh, mong kháng quan vào cửa xem tuồng. Cỏ cùng cây điểu thú chim muôn, nhân với vật quần lai bổn tánh. Đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà. Đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thạnh thới. Thì quý vị đã thấy những cái đoạn giảng qua đức thầy đã nói là từ đời này mà sang tới đời thượng cổ luôn, là bồ đào rũ thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chú hiền tôi chung. Một muôn năm đó quý vị sống là tới muôn tuổi mới chết. Thì cái vào cái thời đó là quý vị cuộc tôi nếu mà tu qua được tới đó là khỏe ra, nó không còn lo cái ăn cái mặc nữa, lo tu hành thôi. Việc trải qua như mây gió cuốn quý vị, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra cái lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chống đổi thay. Chữ phù văn phú quý nay mai, luôn di chuyển dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quân hay chết tuổi xanh, lúc thở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ, buổi bằng hàng đẳng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ăn, xem chung cuộc phong thần tại thế. Xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa diện toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc báo quý ẩn trong nam đỉnh, muốn tìm kim đáy biển gắn công. Đó, có nghĩa là đức thầy nói là ngọc báo quý ẩn trong nam đỉnh, là nam đỉnh là cái núi ông cấm của mình đó quý vị. Bởi vậy là còn nhiều điều lắm quý vị ơi xảy đến, mà ở đây hiện giờ là nó bắt đầu, là nó biến chuyển một cái cực kỳ. Quý vị thấy từ xưa nay là có nắng như thế này không? Nắng không bao giờ được như thế này, bây giờ nắng một cái dữ dằn. Bây giờ là đã đến lúc rồi, phải tĩnh tâm niệm Phật thôi quý vị à. Ngày tiêu diệt hồi năm Bính Tý, đến năm nay hao hết đã nhiều. Các ngoại bang đà nhuộm máu đều, sao chẳng thế không lo chẳng liệu. Để đến việc gian lưng mà chịu, cho Phật đâu cứu kịp cho người. Thì quý vị với bà con á, phải ráng niệm Phật ăn chay làm lành. Bởi vì là những cái lời tiên tri của Đức Phật á, Đức Thầy cùng ông ba đồ là bây giờ đã xảy ra quý vị à.
Ông ba ông nói là chừng nào mặc áo nửa lưng, mặc quần không ống bưng khuân tới đời. Thì bây giờ là mặc áo nửa lưng là nhóc chân, quần không ống là nhóc chân, nó mặc đầm một váy nó đâu có ống đâu quý vị. Thì nó bưng khuân tới đời là nó bắt đầu là những việc nó xảy đến rồi. Bây giờ là cuộc thế giới chuyển lai như chóng mà quý vị, cảnh cuộc thế giới chuyển lai như chóng, khuyên dân tình hãy lóng mà nghe, Lam Kiều hữu lộ vắng que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi, thảm cho trẻ hài nhi liệu điệu, vợ xa chồng bận bịu thê lương, phong trần dài gió dạng sương, chư bang ham báo hùng cường đua tranh, còn một cuộc chiếu manh giành xé, gấp khắp hoàn cầu ó ré một nơi, dòm xem châu ngọc chiều mơi, sao đời không sớm tách rời cõi mê, để đến việc thảm thê thê thảm, mắt phàm trần tường lãm bi ai, cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta gắng sức miệt mài giải khuyên, thơ với phú thần tiên giáng bút, bởi cơ trời đà thúc bên lưng rồi quý vị à. Không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay, cho nên phải ráng tu hành niệm Phật đợt này, là bây giờ đâu phải dễ mà gặp cái cảnh này, gặp cái tình trạng này nữa quý vị. Cái đời cuối cùng nhưng mà được pháp Phật để mà đưa chúng ta lên giải thoát là một cách viên mãn, đâu phải dễ. Như chúng ta đã bị là lọt xuống hố sâu mà được cái thang lên, thì chúng ta phải cố bám vào cái thang đó để leo lên quý vị. Như là ông Thanh Sĩ ông nói sách kinh là chìa phá ngục rồi, chúng sanh đang bị nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu, như chìa phá có mà tù không ra. Có nghĩa là có pháp Phật xuống đây là rất là nhiều. Bây giờ quý vị muốn tu hành là pháp giải thoát là nhất là kinh của Phật, nhất là giảng của Đức Thầy, giảng của Lục Tổ Huệ Năng, là Pháp Bổ Đàn Kinh đó, Na Tuyên Tỳ Kheo. Quý vị coi thêm mở trí để mà chúng ta là đầu óc nó thoáng hơn, nó bớt trụ chấp ở thế gian này, biết thế gian này toàn là giả giả hợp, không phải thiệt, cho nên chúng ta buông bỏ nó dễ hơn. Bây giờ quý vị là không tu đợt này ha, là như ông ba như là Đức Thầy đã nói á, nếu mà không tu đợt này thì sau này là coi như là làm bùn làm đất rồi, làm cây cỏ trơ trọi giữa trời giáng kiếp thu. Là Đức Thầy nói là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, ta nhắc lại héo von cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẽ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ hoài dìa, trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân. Bây giờ là quý vị là phải ráng tu hành quay lại đó, mình hỗ trợ nhau để ráng tu hành đợt này. Đức Thầy ông nói là bây giờ là Đức Thầy là ít lâu á, ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, bền lòng chớ có nũng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Thì bây giờ nó đã mòn hao rồi đó quý vị à. Là tôi nhớ lúc xưa là tôi là đi xuống sông, là đi trong ruộng đó, tôi là làm ruộng trong, thì bắt đầu là trời mà cỡ mà tháng 9 tháng 10 đó quý vị, là cá chốt nó nổi một cái bèo sông đặt sông hết trơn quý vị, xuống tắm một cái là cá rùa biển hay tôi rờ vô mé là lên con. Mà bây giờ quý vị thấy còn không quý vị? Không, từ đây nhân vật mòn hao lần lần, nhân với vật bây giờ thấy mòn quý vị, mòn dữ dằn luôn. Bây giờ cá dưới sông dường như là cá phóng sanh nhiều, chứ cá mà tự nhiên là ít, rất là ít. Thì bà con là những người có lòng đó, người ta phóng sanh để mà xuống sông cho nó sống đó, thì cái số đó nó còn thôi, chứ bây giờ quý vị thấy là cào điện như bằng nó chết, bắt một cái dưa chưa từng thấy. Thì quý vị cùng tôi phải ráng niệm Phật ăn chay đợt này, nếu mà không á thì chúng ta phải chịu đọa thôi, rồi đó mình không trách được. Đức thầy nói là đừng có trách á, thì nếu mà không tu á đừng trách mắc tình yêu đương, có nghĩa là mình không, đừng có trách vì Đức Phật không nói mình. Cảnh thế tạo càng ngày thoáng mỏn là cũng quý vị à, giống vi trùng thường đục phổi tim, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà tái thế. Bây giờ đã gặp Đức Thầy rồi, sáng tu hành phải ôm giáo lý của Đức Thầy mà tu hành quý vị. Nếu mà không có tu được á, thì khổ dữ dằn lắm. Quý vị thấy bây giờ bệnh một cái là chưa từng thấy quý vị. Bây giờ ung thư một cái là thôi đi, lớp đau chết cãi thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chặt đường luôn. Chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại.
khắp lê thứ biến duy thương hải, dùng phép màu lập lại thương quân quý vị. Hay là đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thun dung, người bạo ác không toàn tánh mạng. Đó, quý vị thấy là bây giờ là bệnh đi bằng cái thôi đi. Nó thiệt chứ đời mà tới không tới thì không quan trọng, bây giờ là bây giờ bệnh vậy là quý vị thấy năm hai năm nữa thôi. Nếu mà bệnh vậy hoài kéo dài lên tới lơ mơ mình bệnh mình chết chứ không có còn đâu đó, quý vị. Tại vì mình đừng có nghĩ là đời tới hay này kia là không. Đây là đời mình tới trước, là có nghĩa là mình bệnh hoạn mình chết đây không chừng nữa. Giờ mình sống gì chứ chút xíu mình chết cũng không biết nữa quý vị. Đức thầy nói là đố ai biết đặng ngày mai đó. Ngày nay yên tĩnh chứ ngày mai thảm sầu và từ đài gặp cảnh buồn rầu quý vị à. Bởi vì là phải ráng niệm Phật tu hành để mà có long thần hộ pháp che chở chúng ta qua đợt này. Là ách trời nạn nước thình lình, người hung cứ mãi chống kình với ta. Thì ách trời nạn nước như vậy đó, mà người hung cũng đâu có biết đâu. Cứ là gặp mấy người nói đạo, những người mà nói giảng cho bà con nghe tu hành, cái là nó vô nói này nói kia đủ thứ. Bởi vì là nghiệp nó nặng, mang sát thân này gặp pháp Phật mà không ráng chịu tu để cho bước lên để được giải thoát. Mình giải thoát rồi đó, đâu phải là mình riêng mình đâu quý vị. Mình giải thoát được rồi là cha mẹ mình, ông bà của quyền thác tổ của mình là được luôn đó. Có nghĩa là mình nghĩa là tu hành mình giải thoát được một người thôi là của quyền thác tổ mình là siêu thăng đó quý vị. Đức thầy nói là ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dày công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền đó. Mình còn phải là nhiều chuyện để làm lắm, chứ đâu phải mình tu đắc đạo rồi là mình về mình ngồi hưởng luôn không đâu. Đức thầy nói như thế này là nếu mà ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh, như vậy thì chúng ta còn phải là tu hành để qua Bồ Tát đạo để mà xuống thị hiện độ mọi người. Như là ông Thanh Sĩ ông nói như thế này là tu một thở cứu thân vĩnh kiếp, cứu được mình còn vớt mẹ cha, thiền to một chiếc sấm ra tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi, trời một mặt sáng đầy thiên hạ, cầu một cây đưa cả muôn người, tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được độ người cũng xong. Như vậy thì là tu là việc lớn đó quý vị, còn những cái mằng ăn nãy kia rồi cái đó là phụ thôi. Chứ chúng ta sống hàng ngày để cho sống cơ thể ta sống khỏe mạnh để chúng ta lo tu hành. Đức thầy nói là đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, dạng mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Có nghĩa là chúng ta vừa tu mà vừa lo cho ông bà cha mẹ chúng ta nữa. Đức thầy đã nói nhiều lần là cõi trung ương luân chuyển phương nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu, vậy là những người trung hiếu sẽ lượt vào cái hội Long Hoa để mà sau này được phò chân Chúa đó quý vị. Bởi vậy là bà con ai đâu phải dễ, mình may phước dữ lắm mới gặp giảng Phật của thầy để lo tu hành. Cho nói thiệt quý vị, nếu mà chúng ta mà vào cái đời cùng cuối buổi hạ quân này mà không có giảng kinh của Phật của thánh rồi xuống đây để chúng ta là biết cách để tu hành đó, thì cũng như là tao mù rờ voi không biết đường đi đó quý vị, cũng như là mù mà không có đèn đi. Bởi vậy là Đức thầy nói là buồn cho bá tánh hết mù tới đuôi, có chi mà gọi rằng vui. Có nghĩa là những người mà đặt tĩnh tâm tu hành thì nó quý lắm, còn nếu mà không được thì như mù mà bị mù đi đêm đúng không quý vị, mù mà đi ban đêm thì coi như là muốn rớt cái hầm không ai mà kêu réo để mà mình trở lại để cho chúng ta là lọt xuống hầm là chết luôn đúng không quý vị. Tại vì chúng ta may mắn lắm mới được gặp giáo pháp của Phật của thầy, thì chúng ta ôm sát đó mà tu hành thì chắc chắn sẽ có ngày giải thoát của quý vị à. Thì Đức thầy đã nói như thế này là máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thun dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật thánh, để nước đến chơn mới nhảy đùng, nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chuẩn mới rầu,
làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Đó. Bởi vì bây giờ là giảng kinh lời Phật dạy ít ai nghe, ít ai là mà để lòng để tu hành lắm quý vị. Những người mà có duyên thì nó đỡ hơn. Như ông Thanh Sĩ ông nói là sâu duyên Phật khiến kiếp này tu được, ráng tu đừng bỏ cuộc nữ nam ơi, tu một đời giải khổ cả muôn đời, đã chịu khổ nhiều rồi đừng chịu nữa. Hay là ông nói là hung đồ với lũ dọc ngang đến sau rơi máu khắp trần mới tu, thì tới đó rồi còn gì nữa mà tu. Ví dụ như bên là Hamas với đi, bởi nó đang đánh vậy đó, giờ lo tu hành gì, lo chạy chết không à, ngày nào đạn nó bắn trên đầu nghe gieo gieo rớt xuống chừng nào nó rớt là chết. Nói quý vị giấc đó là lo tu được không, lo niệm Phật kịp không, hay là giấc đó là lo sợ không, chứ đâu có niệm Phật được quý vị. Bởi vì bây giờ là còn im điềm thì ráng lo tu hành niệm Phật lập công bồi đức là quan trọng nhất. Nếu không được như vậy thì chúng ta sau này sẽ chịu khổ đó quý vị à. Bởi vì Đức Thầy nói là lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nải khó qua nẻo cập xà, một bước leo bờ mà cõi khổ, khỏi khổ nam năng nhân chi trí hỡi đâu là. Có nghĩa là một bước leo bờ của người mình tu đợt này nè là nó khỏi khổ đó, là cờ đã thắt còn chờ nước chiếu rồi, mà còn ăn con chốt làm chi. Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho diện, chừng lập hội khỏi thùa khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức dắt diệu bá tánh. Đó là lời của Đức Thầy đó quý vị. Thì bây giờ là mình phải ráng lo tu hành thôi quý vị, ráng niệm Phật là quan trọng nhất. Bởi vì ông Thanh Sĩ ông nói rồi, tám muôn bốn ngàn pháp vào thời kỳ mặt kiếp, dễ tu có một môn mà quý vị à. Niệm A Di Đà Phật mọi tội lỗi tiêu tan, các vọng tâm biến mất, niệm Phật một lòng thành đủ sanh về Phật quốc. Đó. Bây giờ phải ráng niệm Phật là quan trọng. Như là ông nói là hạ quân trời Phật xả tù rồi, niệm một tiếng Phật là Phật bù 10 câu. Có nghĩa là khi xưa tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo Tây Phương quý vị. Bởi vì là phải ráng đợt này. Bậc này nhìn tu mà có ta bán đồ, ta có khuyến mãi đi, nhưng mình tu mình cũng có khuyến mãi luôn. Hồi xưa thì niệm Phật cũng phải là có chùa, có chiền. Hồi xưa tu hành cũng phải có chỗ, có nơi. Còn bây giờ chúng ta tu là bây giờ là bất cứ ở đâu, giờ nào. Đó quý vị, là đi bữa củi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quét nhà cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta làm cái gì đó, lặt rau hay là xách nước gì cũng niệm Phật được. Như vậy thì cái sự tu hành nó đâu có liên quan gì, cái sự nó cản trở gì, cái sự màng ăn. Cho nên chúng ta niệm Phật như vậy thì hoài hoài. Chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai làm nhân hoặc chép hay in mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Như vậy thì chúng ta niệm Phật như vậy thì bắt đầu cái lâm nguy tới có người cứu mình liền. Nó mình đâu có sợ cái gì đâu, việc xảy đến bây giờ qua không tới, không tới gì, tới không tới gì không quan trọng nữa. Quan trọng là mình là phải luôn niệm Phật. Bây giờ đâu có chờ thời gian nữa quý vị. Quý vị thấy đó, bây giờ mình sống gì chứ chút mình bệnh ta biến ta vọng gì mình chết không chừng nữa. Đó, việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thay, chữ phù văn phú quý nay mai luôn với chuyển dời qua đổi lại quý vị. Thì bây giờ mình phải tranh thủ từng phút từng giây quý vị. Phải tất cả tấm lòng thành gồm vào một niệm Phật, khi niệm ấy phát lên gian rền trong trời đất, rừng mê cháy sạch không, biển khổ lấp bằng mặt, chỉ trong cái quốc nhiên thấy rõ tam thế Phật. Như vậy là mình tập trung tất cả tấm lòng thành là mình niệm Phật. Thì niệm Phật có bốn thần linh đó quý vị, thường thường bảo hộ bên mình mộ khang đó quý vị. Hay là đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi sáu chữ, nói cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ôm Phật sự, cực lạc muốn vãng sanh cứ y hành như thử. Mặc ý bảo rằng dù đa sự cũng
thầm ghi sáu chữ Di Đà, niệm Phật tâm chẳng phút nào xa, tất không chỗ bị tà ý khởi, chỉ một niệm cầm lòng đi tới, Phật Tây Phương sẽ gọi đến tên, chốn liên trì sen báo nở lên, khi mãn kiếp ngồi trên chính phẩm. Mà quý vị đã lên cái cõi cực lạc đó đó, có nghĩa là chứng quả bất thối chuyển, là đời đời kiếp kiếp không còn lăn lộn ở trần ai đau khổ này nữa. Đức Thầy nói luôn như thế này: trong chúng sanh nghĩ tặng đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ, vậy là về trên đó rồi là chắc chắn 100% là không còn khổ đau nữa. Đó. Ở chỗ vắng không người cũng như nơi đô hội, bình tĩnh niệm A Di, châm nôm bồ đề cội, nếu tà ý còn sanh bởi Phật tâm còn rối, khéo điều khiển lòng mình đường Tây Phương một lối. Nghe kệ xong nghĩ nghĩa màu đã hội, tự mình chừa chớ đợi Phật răng, chưa trọn lành còn phải ngừa ngăn, được toàn thiện khỏi cần xem sửa. Như vậy thì mới ban đầu á, chúng ta niệm Phật á, thì bắt đầu còn ngừa ngăn này kia đồ, giữ giới rồi nhiều. Nhưng mà khi mà niệm suông rồi, bắt đầu niệm trong lòng nó không dứt, nó tuôn ra, quý vị dứt đó là giữ giới, không giữ giới thì quý vị cũng không có phạm lỗi nữa. Bởi vì chúng đó chúng ta là, nhân đó cái tâm chúng ta là cái tâm Phật rồi, luôn luôn niệm Phật, cái đâu có nghĩ gì bậy bạ nữa mà để chúng ta làm tội lỗi nữa. Chắc đó là chúng ta khỏe luôn rồi đó. Từ đó sau là chúng ta là tâm thanh tịnh vắng lặng. Bụi trần ti bao phủ, son sắc vẫn một màu một lòng, mây qua trăng lại tỏ, sóng lặng biển quần trong, A Di không ngớt tiếng, Đà Phật vẫn hằng mong, nguyện sanh về cực lạc, chẳng thích ở hồng trần hồng, được phát tâm như thế, chúng sanh đó thành công. Thì quý vị nếu mà phát lòng phát tâm như vậy thì chúng ta chắc chắn là sẽ thành công quý vị. Bởi vì cõi đời này là giả tạm chứ không phải thiệt nữa. Cho nên chúng ta phải bỏ buông đó. Cho nên chúng ta là không có gì để liên tiếp nữa. Như vậy thì cõi lòng chúng ta là an lạc thanh tịnh, thì thời thời không còn gì để mà chúng ta là sanh ra cái tội lỗi nữa. Niệm A-di-đà Phật nói liền không hở dứt, lục tạc hết đường sanh, tam bành không chỗ sức, tan dần nẻo ngục môn, hiện rõ đường lạc quắc, sức màu nhiệm vô cùng, khi được chơn công đức. Đó, câu này công nhận nó hay qua cái cực kỳ của gì ơi, tổ hai thanh sĩ không viết. Nghe mà trong lòng mà tự nhiên thấy nó yên vui, nó thanh tịnh. Quý vị sáng tu thôi quý vị. Lòng vui chẳng chỗ lường, tình thương không giặc sánh, thật là tâm từ bi, thật là ý Phật Thánh, hỡi kẻ ở hồng trần, hỡi người ta bà cảnh, muốn cùng Phật sanh cư, phải vui thương bá tánh, nghiệp chướng chớ đeo mang, nợ thế gian trả rảnh, nhất tâm niệm Di Đà, trì chí lo đạo hạnh, trong không rối loạn tâm, ngoài chẳng diều níu cảnh, rộng tợ khoảng hư không, sáng như mặt nhật ánh, đạt đến chỗ này rồi không còn lời so sánh. Thì quá hay quý vị. Bởi vì Đức Thầy với là cậu hai thanh sĩ là đệ tử thiệt, nhưng mà ngài là cũng là một vị là chứng đạo nghe quý vị, chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị. Bởi vì là nói nhiều câu kệ nghe một cái tự nhiên trong lòng nó thanh thản vô cùng, chứ đâu phải là người phàm phu đâu có thể nào mà viết những lời đó được. Thật là chơn pháp màu, thì bất di bất dịch, vạn vật có đổi thay, pháp màu không xê xích, chúng sanh có mắt còn, pháp màu không sống chết, gọi là chơn pháp màu, trước sau không dấu vết, hỡi kẻ muốn tu hành, pháp màu là trên hết,
nên tìm kiếm trong tâm tắc pháp màu thấu triệt. Thì tự nhiên quý vị thấy đó, bây giờ là những cái mà câu hai thanh sĩ ông nói ra, nếu mà chúng ta tu hành mà như được như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ được giải thoát, quý vị bảo đảm là giải thoát luôn. Cho nên là lời của những cái bậc thánh, như là lời của đức thầy, của đức phật, đức thầy cũng cậu cua cậu hai thanh sĩ, cũng những vị cũng như là ông ba, thì đã nói lên đó, quý vị ta thấy đâu phải giỡn đâu, quý vị đó là đã chứng đạo hết rồi, nói ra những lời chân thật để chúng ta lo tu hành. Thì đức Phật với đức thầy là như các tứ thánh đồ đời xưa đó, bây giờ ta tiên tri lại đó, đâu phải là người ta nói là không có cái gì, đã là Phật thánh là nói không bao giờ sai. Đức thầy nói là thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong bá tánh chẳng ưa điên khùng đó, có nghĩa là lời đức thầy nói là không dư mà không thiếu, là chân thật ngữ chắc chắn sẽ có. Đức thầy đầu câu đức thầy vô viết là Hạ Quân này đã hết đời rồi, phong ba biến chuyển đổi dời gia can, năm mèo kỹ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não vậy thì từ đây, cơ trời thế cuộc đổi xây, điên mới theo thầy xuống chốn phàm gian, thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh, kẻ thời phụ nghĩa bố kình, người thời trung hiếu chẳng dình dạng hay, nên điên phiên nhủ bằng nay, xin trong lê thứ ngày rài tĩnh tâm. Cơ thâm thì quả diệt thâm quý vị, nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người khôn thì nghe nói càng rầu, người khôn ta nghe ta nói ta biết đời nó sắp hết cho nên ta rầu, còn người ngu thì nghe nói ngửa đầu cười reo, là có nghĩa là nó nói là những người này nó quyển không à, chứ đâu có thiệt, cho nên là nó ngửa đầu cười reo không. Thì quý vị đã thấy đó, bây giờ là đức thầy đã tiên tri đó. Nè, bắt đầu tiên tri cái đoạn này là có nhóc chân nè quý vị. Ông nói là viết đến đây động lòng rào rạc, gẫm nhiều người bội bạc thâm ăn, nào kể chẳng kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phụ, lúc nguy cơ tớ mong hải chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không, thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau xấu xé, cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, niềm huynh đệ phân chia yểm bách, giết sanh vật đầy lòng khiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan, khuyên bá gia bá tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Thì quý vị đã thấy là mình được lọt là đức thầy đã nói đó. Bây giờ là chịch chút xíu nữa đâm chém ngoài xã hội nhóc chân, giờ con mà nó giết cha giết mẹ là nhóc nó, quý vị thấy nó bây giờ lên thầy nói là có, thì đức Phật mà nói ra không có làm sao được, đức thầy đã thấy trước nên đức thầy đã nói, thì chúng ta nghe đó mà thấy hiển hiện ra giờ nhóc chân. Thì nếu quý vị cũng tôi thấy được điều này thì ráng tu hành niệm Phật gấp rút, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu có kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt quý vị. Thì mong sao tôi với bà con ráng tu hành niệm Phật để mà chúng ta bước lên cõi Thượng Quân Thánh Đức, hay là có nhân duyên thì sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Thì mong là như Đức Thầy đã nói là ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng ba về Cực Lạc một đàn, thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo báng. Thì đức thầy đã mong như vậy, thì tôi cũng là mong tôi cùng tất cả quý vị phải là bước lên, ít nhất cũng phải sống đời thượng cổ để mà lo tu hành tiếp tục, thì cái đời đó là nó không còn đau khổ nữa quý vị, không có còn lo ăn lo mặc nữa, không còn bệnh hoạn như thế này nữa đó. Thì quý vị đã thấy bây giờ những vị tiên tri đó là đời thượng cổ sau này rất là sung sướng, cho nên chúng ta phải ráng tu hành để bước lên trên đó là điều quan trọng, chứ đừng có mê đắm cõi đời cõi trần nữa quý vị. Là bây giờ là mình giàu của có của, giàu sang cỡ nào cũng không ham, bởi vì lý do là ngày qua ngày thì nó cũng hết, cũng tiêu quý vị. Bây giờ nó không tiêu chứ sau này nó cũng tiêu à, nó đừng ham những của cải này kia, vì cái đời này cái đời cùng cuối rồi, mình ham quá thì mình mê thôi đó, mình không tu hành được, cho nên chúng ta phải chịu đau khổ nữa.
Thì mong rằng tất cả bà con ráng tu hành đợt này, thì tới đây cũng xin dứt lời, thì mong các bậc cao minh cao độ của tổ thầy xin chỉ giáo những điều sơ sức. Thành thật cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.